Hello, xin chào anh em. Chào toàn thể anh em đang xem video trên kênh của em nhé. Chúc toàn thể anh em có một ngày làm việc thật là vui vẻ, đầy sức khỏe, theo đuổi cái niềm đam mê PCP của mình. Đấy, tiếp tục lại là giới thiệu về sản phẩm đây. Thì hôm nay em giới thiệu cho anh em về một cái cây Condo Talon nhé anh em nhé. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh em về một cái cây Condo Talon, cũng gọi là cấu hình, cũng gọi là khá khá cao anh em ạ. Ở đây em đang dùng cho nó là cái bình nhôm đít tròn và cái kính BSA TMD tâm số nhé. Với cái cành lô tha anh em ạ, cành lô tha loại chung là cành lô tha loại bình thường, bao cho anh em 70m đấy, ăn lắp G2 đấy. Thì còn bây giờ em sẽ giới thiệu về cái hình thức giao dịch và cái hình thức mua bán. Anh em nào muốn mua hàng thì alo trực tiếp qua số điện thoại đây, em là PCP đồ chơi núi rừng đấy. Em thì có hai hình thức gửi, một là gửi xe, hai là gửi bưu điện. Anh em nào nhận được bưu điện thì anh em có thể thì em sẽ bóc tách thành 2-3 đơn để em gửi cho anh em cho nó an toàn. Còn anh em nhận xe thì em sẽ đóng thành một thùng để em gửi cho anh em trong một ngày. Đấy, còn bây giờ em sẽ giới thiệu về một cái cây Condo Talon. Cây Condo Talon, cây này thì cấu hình cũng gọi là khá khá cao. Đấy, nó trên 6 triệu. Gọi là 6 triệu 8, 6 triệu 9 thì anh em nào có thiện chí mua hàng thì em sẽ giảm giá bớt cho anh em nhé. Đấy, còn bây giờ em sẽ giới thiệu về cây Condo Talon trên hình anh em nhé. Đầu tiên em vẫn giới thiệu về cho anh em về một cái bộ combo khung có ruột tay cầm gỗ anh em nhé. Ở đây là tay cầm gỗ anh em nhé. Bộ combo này em vẫn đang bán với giá là 1 triệu 7 nha anh em nhé. Khung này là khung tem anh em nhé. Khung này là khung tem. Khung tem, khung chất lượng luôn anh em ạ. Đấy, bộ combo thì là 1 triệu 7 gồm khung cò ruột tay cầm gỗ và ruột thì ruột bằng đồng. Đấy. Tiếp theo là cái van ở đây em đang lắp cho anh em là cái van Superwell hộp đỏ. Đấy, bản ngắn anh em nhé. Bản ngắn. Van này là van... van xịn anh em nhé. Đấy, van này là van Superwell xịn luôn anh em ạ. Đấy, em đang bán với cái giá là 900 đến 1 triệu. Đấy, 900 đến 1 triệu. Bình ở đây là bình nhôm. Bình nhôm này là bình nhôm Alot trong ngoài. Bình nhôm này là bình nhôm đít tròn anh em nhé. Bình nhôm này là bình nhôm đít tròn. Em đang bán với cái giá là 700.000 anh em nhé. 700.000 cái bình nhôm này. Với cái kính ở đây, kính BSA TMD tâm số anh em nhé. Tâm này là tâm số, tâm khắc kính luôn anh em ạ. Tâm số, tâm khắc kính với cái giá là 1 triệu 8 anh em nhé. Với cái giá là 1 triệu 8 rất là ok luôn. Đấy, em đã lắp sẵn để em gửi cho khách rồi. Đấy, cái kính này là 1 triệu 8 nhá. Kính BSA TMD tâm số anh em ạ. Còn cái cành ở đây là cành lô tha loại bình thường thôi. Cành lô tha em đang bán với giá là 1 triệu 2. Cành lô tha là 1 triệu 2 nhá. Đấy, em bao cho anh em 70m, 70 đến 75m. Đấy, ăn nắp C2 anh em nhé. Đấy, tiếp theo đến là cái giảm âm là cái giảm âm 3 khúc 6 vách tiến lùi, đang bán với giá là 450 anh em ạ. Tổng cả một cây này, tổng cả một cây như trên hình này là 6 triệu 8, 6 triệu 9 rồi đấy. Anh em nào có thiện chí em bớt cho 100-200 nghìn rất là ok thôi. Anh em nào muốn mua thì alo trực tiếp qua số điện thoại đấy. Khi anh em mua hàng, anh em không biết lắp, em sẽ hỗ trợ anh em về cái phần lắp khung, lắp cò hay lắp về những cái phần khó đấy. Nói chung là hỗ trợ anh em lắp những phần khó. Còn anh em về, anh em chỉ cần lắp van bình hoặc là kính vào là anh em chơi thôi. Khung cảnh là em lắp sẵn cho anh em như này luôn. Đấy, lắp bao giờ bám cò, chơi như này rồi bắt đầu em mới gửi cho anh em. Hoặc là em sẽ, khi nào em lắp xong em sẽ gọi điện cho anh em để anh em xem ok không, bắt đầu em mới gửi cho anh em. Đấy. Còn anh em nào có nhu cầu thì alo trực tiếp qua số điện thoại trên nhé. Còn em xin phép được kết thúc video ngắn ở đây.